thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao sóng bao lặng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Tổ quốc yêu mến ơi, muốn tiến tin với chúng tôi, có chúng tôi giữ nền cuộc sống, có chúng tôi những người chiến sĩ công an Việt Nam. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Tổ quốc yêu mến ơi, một niềm tin với chúng tôi, có chúng tôi giữ yên cuộc sống, có chúng tôi giữ yên đất trời. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Chúng ta sẽ cùng chào đón giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Huyền.
Thank you.
quân khu 3 đã thể hiện rất thành công nhạc phẩm Cô Gái Vót Trông, nhạc sĩ Đàm Thanh. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Cô Gái Vót Trông đã khép lại một phần văn nghệ chào mừng trong buổi lễ ngày hôm nay. Bắt đầu chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trạm Cảnh sát Giao thông Bạch Đằng 12/6/1996, 12/6/2016 thành công rực rỡ. Đang đến giờ diễn ra lễ kỷ niệm, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy chỉnh đốn trang phục, nghi lễ trọng đạo, chỉnh đốn trang phục sau. Kia! Tôi, Trung úy Lưu Văn Lai, cán bộ Trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng, trực ban lễ kỷ niệm, báo cáo đồng chí đại tá Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng. Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng đã đến giờ. Cán bộ chiến sĩ có mặt đông đủ, xin ý kiến đồng chí. Đúng không? Chào mừng! Chào! Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Trước tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp trên tuyến đường thủy nội địa khu vực phía Bắc của thành phố, nhất là trên tuyến sông Bạch Đằng và Đá Bạc. Theo đề nghị của Phòng Cảnh sát Giao thông Thủy và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, ngày 12/6/1996, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ký quyết định thành lập Trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố Hải Phòng. Trải qua 20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng luôn vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy nội địa được phân công. Hôm nay được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy, cấp ủy chỉ huy đơn vị Trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ngày truyền thống của đơn vị 12/6/1996, 12/6/2016. Tới dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Thủy có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo chỉ huy các đơn vị đội trạm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy trạm Bạch Đằng qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trạm Bạch Đằng đã có mặt đông đủ dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về phía đại biểu khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo Công an huyện Thiệu Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Tâm Hưng, đồn Công an Biên Rừng, Công an thị trấn Minh Đức, các đồn trạm hải đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng, các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, các trạm quản lý đường sông, cảng vụ đường thủy nội địa, thanh tra giao thông đường thủy và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn trạm có mặt tại buổi lễ kỷ niệm hôm nay, đề nghị một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính mời đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, trưởng trạm Kiểm soát Giao thông Bạch Đằng lên đọc diễn viên kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của đơn vị. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Ngày 12/6/1996,
đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ký quyết định thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố Hải Phòng. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố giao cho. Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng 12 tháng 6 năm 1996, 12 tháng 6 năm 2006. Trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị rất vui mừng, vinh dự được đón đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị, đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy, các đồng chí đã có mặt những ngày đầu mới thành lập của trạm, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên, đại diện các đơn vị thuộc Công an huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng, đại diện cho các cơ quan đơn vị, các đồn, trạm, hải đội thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng, các cơ quan cảng vụ, trạm quản lý đường sông, thanh tra giao thông vận tải cùng các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn của đơn vị. Thay mặt cấp ủy, chỉ huy đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã về dự lễ kỷ niệm 25 ngày thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, theo quyết định thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa khu vực vùng Đông Bắc của thành phố Hải Phòng trên hai tuyến sông Đá Bạc và Bạch Đằng. Ngày đầu mới thành lập, đơn vị có tổng số 11 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo và 8 cán bộ chiến sĩ. Cơ sở vật chất ban đầu của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về nơi ăn ở, sinh hoạt cũng như các trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc. Đó là những năm tháng đầy gian khổ với biết bao bề bộn công việc, nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy cùng với sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của toàn thể cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy nội địa được phân công. Dẫu chỉ ra đời được 20 năm, nhưng từ đó đến nay, qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng đã từng bước khẳng định được sự tồn tại có ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa. Nó góp vào thành tích của Phòng Cảnh sát Đường thủy, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế và xã hội chung của thành phố. 20 năm đã qua đi, lớp thế hệ các đồng chí có mặt những ngày đầu mới thành lập có nhiều đồng chí nay đã nghỉ hưu, còn một vài đồng chí sắp nghỉ hưu, có đồng chí vì lý do sức khỏe không đến được dự buổi kỷ niệm ngày hôm nay. Song tiểu chung trên những gương mặt và suy nghĩ của các đồng chí đều nhớ về một nơi đầy những kỷ niệm, những năm tháng được cùng nhau công tác, được chia sẻ những buồn vui nhưng rất tình người. 20 năm qua, do tính chất đặc thù của đơn vị và công việc, các thế hệ lãnh đạo chỉ huy của cán bộ chiến sĩ đơn vị có nhiều biến động, luân chuyển thay đổi qua nhiều các đơn vị đội trạm. Song bất kỳ hoàn cảnh nào, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều vượt qua mọi khó khăn thử thách, qua mọi khó xây dựng đơn vị để hoàn thành tốt công việc được giao. Có đồng chí đến nay đã trưởng thành, hiện đang giữ cương vị lãnh đạo như đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Điển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Đường thủy. Có đồng chí hiện đang giữ các cương vị là chỉ huy các đơn vị đội trạm của Phòng Cảnh sát Đường thủy. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, của Ủy ban Nhân dân thành phố và giấy khen của Giám đốc Công an thành phố. Đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu là đơn vị quyết thắng và đơn vị tiên tiến, chi bộ đạt danh hiệu là chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong ngày truyền thống của đơn vị hôm nay, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng xin được gửi lời tri ân đến những người đã đi trước. Đồng chí Đại tá Lã Xuân Tân, nguyên trưởng phòng cảnh sát đường thủy, là người có ý tưởng và công sức để có được sự ra đời của trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng ngày hôm nay. Tại buổi lễ kỷ niệm này, vì lý do sức khỏe, đồng chí đã không đến được dự được với chúng ta. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuyền, đồng chí Đại tá Phạm Thang và đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Bình, các đồng chí là những người đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát các mặt công tác, có nhiều công lao đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Đồng chí Thượng tá Cao Bá Thân, nguyên trưởng trạm, người trưởng trạm đầu tiên đã từng năn nổi và gắn bó tâm huyết với phong trào xây dựng đơn vị,
và còn rất nhiều thế hệ các đồng chí đã từng công tác tại trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng vì nhiều lý do khác nhau không thể có mặt tại lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Ngày thành lập đơn vị từ bao giờ đã trở thành một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Việc ôn lại truyền thống của đơn vị là cách để nhắc nhở các thế hệ chúng ta hôm nay về trách nhiệm và ý thức xây dựng đơn vị để truyền thống được kế thừa và tiếp nối. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thật vinh dự và tự hào cho đơn vị được mang tên dòng sông lịch sử Bạch Đằng gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc đã từng chiến thắng những nhà nước phong kiến hùng mạnh ở phương Bắc. Thế hệ cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng hôm nay tiếp nối các thế hệ những người đã đi trước, nguyện phấn đấu đoàn kết xây dựng đơn vị, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. 25 trên hành trình dài lâu ấy, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, của Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường Thủy, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên và Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng đã cấp đất cho đơn vị để xây dựng trụ sở trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Của công ty đóng tàu Lan Triệu đã giúp đỡ tạo điều kiện cho đơn vị những ngày đầu gặp khó khăn mới thành lập trạm. Sự phối kết hợp của các đơn vị đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Đường Thủy, của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện Thủy Nguyên, của các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, của chính quyền địa phương các xã ven sông thuộc huyện Thủy Nguyên và tỉnh Quảng Ninh, của các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn của trạm. Tại buổi lễ kỷ niệm long trọng hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị xin được cảm ơn về sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 20 năm qua. Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, của các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trải qua 20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, đơn vị luôn luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời lãnh đạo cấp trên tặng hoa cho trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng cảnh sát giao thông thủy lên tặng hoa chúc mừng cho tập thể lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Bạch Đằng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Vũ Quang Thanh, phó bí thư đảng ủy, phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy lên tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trạm kiểm soát giao thông Đằng qua các thời kỳ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau đây lên sân khấu: một đồng chí thượng tá Nguyễn Công Điển, hai đồng chí Cao Bá Thân, ba đồng chí Trần Tiến Khang, bốn đồng chí Vũ Văn Dũng, năm đồng chí Nguyễn Đức Lợi, sáu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, 7 đồng chí Lã Văn Liêu, 8 đồng chí Nguyễn Tràng, 9 đồng chí Đặng Văn Toán. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có hoa chúc mừng ngày truyền thống của đơn vị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành của trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng đã có được những kết quả ngày hôm nay là do công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thuộc trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Từ buổi lễ kỷ niệm hôm nay, tôi xin có các đồng chí Cao Bá Thân, người cán bộ lãnh đạo trưởng trạm đầu tiên ngay từ ngày đầu mới thành lập, đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng trạm. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Bá Thân thay mặt cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trạm qua các thời kỳ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường thủy, kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường thủy, và kính thưa các đồng chí chỉ huy trạm kiểm soát giao thông Vĩnh Hằng, cùng kính thưa các đồng chí toàn các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ chiến sĩ đương nhiệm của trạm kiểm soát giao thông Vĩnh Hằng, cũng như các đồng chí cán bộ chiến sĩ ở trạm cảnh sát giao thông trạm kiểm soát giao thông Vĩnh Hằng đã nghỉ hưu, thì tôi rất vinh dự được ban tổ chức bố trí lên phát biểu cảm tưởng của mình. Thì tôi cũng rất may mắn là người đầu tiên được cùng với 11 cán bộ chiến sĩ của trạm ra khai hoang xây dựng trạm đầu tiên. Thì báo cáo các đồng chí là lúc tôi nguyên là đội trưởng tổng hợp thì được giao nhiệm vụ là viết cái đề án để đề nghị thành lập trạm. Hiện nay tôi 20 năm rồi nhưng mà tôi vẫn giữ cái văn bản đấy, là văn bản mặc dù ở đây các đồng chí nhiều đồng chí là thợ viết, nhưng mà lúc đó tôi đội trưởng tổng hợp thì lãnh trách nhiệm là viết cái đề nghị thành lập trạm, và đồng chí Lã Xuân Tân là người sửa chữa văn bản. Hiện nay tôi vẫn dư lưu để giữ làm cái kỷ niệm. Thế thì ngày đầu tiên 11 cán bộ chiến sĩ của chúng tôi ra trạm Bạch Đằng với một cái tàu gỗ, và đi ra thì lúc đầu cũng rất là gian khổ khó khăn, hai bàn tay trắng, chưa có cơ sở vật chất, chưa có gì. Thế thì và cũng ngày đầu tiên là tôi là người lên Hà Nội lấy quyết định thành lập trạm về để cho công an thành phố, về để đưa cho phòng tổ chức cho công an thành phố. Và trước lúc ra trạm thì đồng chí Trần Đồn có dặn là đồng chí ra trạm thì có thể hỏng cũng là ở đây và lên cũng ở đây. Nhưng mà cũng rất may là tôi giữ nguyên cho đến khi về. Và tôi cũng là vinh dự là người đầu tiên trưởng trạm đây, và cũng là người đầu tiên nghỉ hưu tại trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Thế thì tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ nhớ lại, luôn luôn nhớ lại những cái kỷ niệm, vì trạm Bạch Đằng là đơn vị công tác của mình, là nơi mình dừng chân ở đây nghỉ hưu. Thế cho nên rất nhiều cái kỷ niệm nó lưu giữ trong bản thân mình. Nói thật các ông chí, nhiều hôm về nằm ngủ nằm mơ vẫn mình còn lái tàu lái xuồng đi làm, thực sự là như thế. Hai nữa là vẫn nhiều cái kỷ niệm. Và đối với trạm Bạch Đằng, đây nó là một cái ngôi nhà thân thương của mình cảm thấy nó một cái gì nó rất là gắn bó. Và một điều trong những năm tháng công tác ở trạm Bạch Đằng ấy, thì tôi vẫn có một cái rất là cái kỷ niệm mà nghĩ không bao giờ quên. Lúc đó là chúng tôi ra thì sông nước mênh mông lắm, sông Bạch Đằng nó vắng lặng vì không phải ồn ào như bây giờ. Lúc đấy sông Bạch Đằng nó rộng và mênh mông hoặc là vắng lặng. Và đêm đến chúng tôi đi làm 11, 12 giờ đêm, các phương tiện Bắc Giang, Bắc Ninh người ta bắt nước người ta về đi làm. Khi chúng tôi đến thì người ta rất phấn khởi, người ta rất mừng. Và tôi vẫn nhớ mãi là thuyền trưởng của Bắc Ninh ra bảo: anh ơi, chúng em về đây gặp được các anh là chúng em mừng lắm, yên tâm lắm. Trên mình cảm thấy như là một cái chỗ dựa, là một niềm tin cho các phương tiện người ta làm ăn sinh sống trên sông. Trên mình cảm thấy người ta phát biểu như thế mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì vì mình là người đến đấy sông vắng lặng, người ta về người ta gặp mình, người ta có một cái niềm tin, một cái chỗ dựa. Thế thì những năm tháng mà tôi công tác ở đơn vị thì tôi cũng nói với anh em là mình làm sao mình là niềm tin, là chỗ dựa cho các doanh nghiệp và các địa phương, các cơ quan, các chủ phương tiện sống sinh sống làm ăn trên sông. Tại vì mình luôn luôn mình nghĩ mình làm được gì cho họ và mình sẽ là chỗ dựa niềm tin cho họ, chứ không bao giờ mình đòi hỏi người ta mang lại cho mình cái gì, mà mình luôn luôn mình nghĩ là mình đã làm được cái gì cho người ta. Cho nên là những năm tháng sống ở đây rất tình cảm đối với huyện Thủy Nguyên, đối với xã Tam Hưng, với tất cả 12, 13 xã ven sông, và chúng tôi cũng có một cái sự gắn bó. Thứ hai nữa là lúc khi mới ra Bạch Đằng ấy, thì báo cáo các đồng chí là đây có 11 cán bộ chiến sĩ, có đồng chí Sơn là đầu tiên cùng với tôi và bây giờ là trưởng trạm. Lúc đó tôi vì ở tổng hợp ra mới bắt đầu mới tập lái xuồng. Đồng chí Sơn hướng dẫn tôi lái xuồng, còn hướng dẫn tôi xuồng vượt lên trên cabin, lên boong tàu người ta, nằm cả xuồng lên trên boong tàu người ta ra người ta mới đẩy. Đấy là những cái kỷ niệm đầu tiên. Hai nữa là lúc đấy sông nước nó mênh mông như thế, đây tôi có đồng chí An, tôi vì đồng chí An đi qua sông Chanh
trời mù không biết lối về, lạc lối về luôn. Cho nên là nhưng bây giờ thì sông Bạch Đằng bây giờ nó vui, nó rộn rịp. Và cũng báo cáo đấy mà nói là cái buổi đầu tiên nó khó khăn gian khổ là vậy, nhưng bây giờ thì cũng qua 20 năm thì tôi cũng xin chúc, kính chúc các đồng chí lãnh đạo phòng, chúc các đồng chí lãnh đạo trạm và toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trạm là giữ vững truyền thống và mãi mãi là một chỗ dựa, là cái niềm tin cho các doanh nghiệp, các chủ phương tiện và nhân dân làm ăn sinh sống ở trên sông. Thế thì cũng không biết nói gì hơn, thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi được bày tỏ cái cảm tưởng của mình. Xin hết. Xin cảm ơn đồng chí Cao Bá Thân, nguyên trạm trưởng trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Thưa toàn thể hội nghị, trong quá trình công tác của đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng luôn luôn được nhận được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường thủy. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Quang Thanh, phó bí thư đảng ủy, phó trưởng phòng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Quân, bí thư đảng ủy, trưởng phòng cảnh sát đường thủy. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy qua các thời kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí. Hôm nay nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng 12 tháng 6 năm 1996, 12 tháng 6 năm 2016. Lời đầu tiên cho tôi được phép thay mặt đảng ủy, lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, năm 1996 qua khảo sát tình hình trên tuyến đường thủy khu vực địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nơi tập trung nhiều nhà máy đóng tàu, các dự án công trình xi măng của thành phố, có tuyến sông Đá Bạc là đầu mối trung chuyển của các phương tiện vận tải thủy từ Quảng Ninh về Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, v.v. là địa bàn giáp danh của ba tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, dẫn đến tình hình có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy nội địa. Xuất phát từ những đặc điểm tình hình trên, lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy đã tham mưu cho giám đốc công an thành phố đề nghị lãnh đạo bộ công an thành lập trạm kiểm soát Bạch Đằng thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Hải Phòng. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ở xa trung tâm thành phố, nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị, các đồng chí đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố giao, giữ vững được an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng công an thành phố và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy, trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng ngày càng được đầu tư về xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị phương tiện, củng cố kiện toàn tổ chức, biên chế để đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Qua nhiều năm được Đảng ủy lãnh đạo phòng phân công theo dõi phụ trách đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng, tôi được biết tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên đường thủy địa bàn được đảm bảo, không xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện qua lại. Thay mặt Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả thành công và những kết quả công tác của các đồng chí đã đạt được trong 20 năm qua. Ngày nay, trong công tác đổi mới của đất nước, trước những diễn biến của tình hình quốc tế và trong nước ngày càng phức tạp, tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi đề nghị đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung công tác sau.
Một là tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết và chỉ thị của ngành, đẩy mạnh phong trào công an nhân dân, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn liền với thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hai là cấp ủy chủ yếu đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định, quy trình công tác theo đúng quy định của ngành, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, đảm bảo đúng lễ tiết, tác phong giao tiếp với nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ba là phải thường xuyên quan tâm đến công tác hậu cần xây dựng đơn vị, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ, nội bộ đơn vị đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, để truyền thống được tiếp tục kế thừa và phát triển trong những năm tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố và của Phòng Cảnh sát Đường Thủy, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, ban ngành và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy lãnh đạo phòng, tôi xin kính chúc đồng chí đại tá, đồng chí, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo và các đồng chí trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng và cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau một thời gian tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã đến dự ngày truyền thống của đơn vị trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng. Hôm nay tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tại đây. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể các đồng chí, sau đây tôi xin kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các đội trạm, lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ chiến sĩ cả trạm kiểm soát giao thông Bạch Đằng.